Tiếng Trung.vn xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn một số mẫu câu cơ bản phục vụ cho mục đích nhập hàng hoặc là đánh hàng. Chúng ta cùng xem câu đầu tiên. 请问这个多少钱? 请问, xin hỏi, 这个, cái này, 多少钱, bao nhiêu tiền? 请问这个多少钱? Số 2, 我可以试试吗? 我, tôi, 可以, có thể, 试试吗? Thử được không? 我可以试试吗? Số 3, 有别的颜色吗? 有, có, 别的颜色, màu khác, ma, không? 有别的颜色吗? Số 4, 这个质量还不错, 但颜色不好看, 这个, cái này, 质量, chất lượng, 还不错, không tồi. 但, nhưng, 颜色, màu sắc, 不好看, không được đẹp cho lắm. 这个质量还不错, 但颜色不好看. 我随便看看. Tôi xem qua một chút. Tôi tự xem một chút. 我随便看看. 6. 你能不能帮我看一下价格? 你能不能? Bạn có thể. 帮我, giúp tôi. 看一下, xem một chút. 价格, giá cả. 你能不能帮我看一下价格? Có thể xem giúp tôi giá của cái này được không? 7. 那不合理. Như thế không hợp lý lắm. 那不合理. 8. 最低你能出什么价? 最低, thấp nhất. 你能出, bạn có thể đưa ra. 什么价, giá là bao nhiêu? 最低你能出什么价? Có thể đưa ra giá thấp nhất là bao nhiêu? Số 9. Cái wo tả cơ chứa ba. Cái wo tả cơ chứa ba. Cách biến điệu có 3 thanh 3, có thể đọc theo hai kiểu như sau. Thứ nhất, cái wo tả cơ chứa ba. Cách thứ hai, cái wo tả cơ chứa ba. Số 10. 这个价太贵了，我买不起. 这个价, cái giá này, 太贵了, đắt quá. 我买不起, tôi mua không nổi. 这个价太贵了, 我买不起. 11. 你卖给我便宜一点嘛? 你, bạn, 卖给我, bán cho tôi. 便宜一点嘛? Rẻ chút đi. 你卖给我便宜一点嘛? 12. 能不能给我一张发票? 能不能? Có thể. 给我, cho tôi. 一张发票, một tờ hóa đơn. 能不能给我一张发票? Có thể cho tôi một tờ hóa đơn được không? 13. 这里可以刷卡吗? 这里, ở đây. 可以, có thể. 刷卡, quẹt thẻ, ma, được không? 这里可以刷卡吗? 14. 我多买些能打折吗? 我多买些, tôi mua nhiều. 能打折吗? Có thể giảm giá không? Có thể bớt được không? 我多买些能打折吗? 16. 我多买些能打折吗? Câu này giống câu vừa nãy rồi. 17. 这样东西我在别的地方可以买到更便宜的. 这样东西, cái này, 我在别的地方, ở chỗ khác, 可以买到, có thể mua được, 更便宜的, rẻ hơn nhiều. 这样东西, 我在别的地方可以买到更便宜的. 18. 如果价格不优惠些, 我不会买的. 如果, nếu như, 价格, giá, 不优惠些, không rẻ hơn, ưu đãi hơn một chút, 我不会买的, tôi sẽ không mua đâu.
如果价格不优惠些，我不会买的。Nếu mà không rẻ hơn ấy, không có ưu đãi thì mình không mua đâu. 19. 这件东西, 你想卖多少钱? 这件东西, cái này, 你想卖, bạn muốn bán, 多少钱, bao nhiêu tiền? 这件东西, 你想卖多少钱? Cái này muốn bán bao nhiêu, hoặc là bao nhiêu thì bán. 20. 最低, 你能出什么价? 最低, thấp nhất. 你能出, bạn có thể đưa ra 什么价, giá là bao nhiêu? 最低, 你能出什么价? 21. 给我打个折吧, giảm giá cho mình nhé, bớt cho nhé. 给我打个折吧. 22. 你就让点价吧. 你就让点价吧. 让点价, có nghĩa là giảm một chút đi, bớt một chút đi. 你就让点价吧. Bạn giảm hơn nữa đi, giảm thêm một chút nữa đi. 23. 这件毛衣多少钱? 这件毛衣, cái áo len này, 多少钱, bao nhiêu tiền? 这件毛衣, 多少钱? 24. 八折还贵呢? 不行. 最低, 你能出什么价? 八折, giảm 20%, 还贵呢, vẫn còn đắt. 不行, không được đâu. 最低, 你能出什么价? Bạn ra giá thấp nhất đi. Hoặc thấp nhất bạn có thể ra giá là bao nhiêu? 八折还贵呢? 不行. 最低, 你能出什么价? Và trên đây là một số mẫu câu thông dụng cơ bản khi mà các bạn đi lấy hàng hoặc là đánh hàng. Tiếng Trung.vn. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.